Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hành tinh Titanic, một nghiên cứu sơ khởi của trường y khoa thuộc Đại học Maryland, Baltimore, Hoa Kỳ, cho biết đại dịch NCOV đã có một xác suất lây nhiễm đáng kể trong cộng đồng ở các thành phố và khu vực từ đông sang tây, dọc theo hành lang từ 30-50 vĩ bắc với khuôn mẫu thời tiết khá tương đồng nhau, nền nhiệt từ 5C-11C và độ ẩm tương đối từ 47% đến 79%. Tuy nhiên, vẫn còn cần phải cân nhắc thêm các yếu tố quan trọng khác tại các vị trí địa lý như trên, dựa mật độ dân số và các tỷ lệ tương tác dân số thông qua di chuyển. Giới khoa học hy vọng dựa trên các thống kê về mô hình khí hậu, họ có thể dự báo khả năng và mức độ bùng phát dịch tại nhiều khu vực khác nhau trong nhiều tuần kế tiếp để cảnh báo cộng đồng và giúp cho việc cách ly trên phong tỏa trở nên hiệu quả hơn. Sau đây là một số điểm đáng chú ý của nghiên cứu này. Hình số 1, bản đồ tập hợp nền nhiệt của thế giới từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Các thang màu biểu thị nhiệt độ Celsius ở độ cao khí quyển 1000 HPa, 112 m so với mực nước biển. Các vòng tròn màu đen là vị trí của các trung tâm bùng phát dịch, bao gồm Vũ Hán, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, miền Bắc Italy, bang Washington, Mỹ. Tất cả những nơi này đều nằm ở rìa chuyển tiếp giữa khí hậu lạnh và ấm, chịu tác động gián tiếp của Polar Vortex, xoáy cực Bắc. Các đợt bùng phát dịch đều di chuyển theo pha nhiệt và độ ẩm tương tự khi xảy ra ở các khu vực châu Âu và Hoa Kỳ. Đáng ghi nhận hơn nữa, đó là đang khi dịch bùng phát tại châu Âu và Bắc Mỹ, do điều kiện thời tiết chuyển mùa, thì lại ngay lập tức giảm bớt đáng kể tại miền Nam Trung Quốc. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong và số ca nhiễm tại Đông Nam Á và khu vực xích đạo lại ít hơn hẳn so với những vùng biên trung gian giữa nóng và lạnh ở trên. Hình số 2, các phân tích chi tiết hơn trong đầu năm 2020 sử dụng thống kê nền nhiệt ở độ cao khí quyển 2m cũng cho thấy kết quả tương tự. Vào tháng 1 năm 2020 ở Vũ Hán và tháng 2 năm 2020 ở các khu vực bị lây lan khác, có một thông số thời tiết tương tự nhau về nhiệt độ trung bình, từ 5C-11C và độ ẩm tương đối, pH từ 47% âm 79%. Ngoài việc có cùng nhiệt độ trung bình, độ ẩm và vĩ độ Bắc tương tự nhau, các khu vực này còn bộc lộ một điểm chung trong thời gian bùng phát dịch, trùng khớp với điểm thấp nhất trong chu kỳ nhiệt độ hàng năm, và do đó đã giữ mức nhiệt đó tương đối ổn định trong khoảng thời gian hơn một tháng. Ngoài ra, không có thành phố nào bị bùng phát dịch mà có nền nhiệt tối thiểu ở dưới 0 C cả. Hình số 3, đây là bảng danh sách các thành phố và khu vực có so sánh đối chiếu nền nhiệt và độ ẩm tương hợp, với 4 cột thời gian diễn biến, bao gồm tháng 11 năm 2019, tháng 12 năm 2019, tháng 1 năm 2020 và tháng 2 năm 2020. Chúng ta sẽ thấy trong danh sách này là những nơi đã bùng phát dịch NCOV rất mạnh mẽ: Vũ Hán, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Guam, Iran, Milan, Italy, Daegu, Hàn Quốc, Sitter, Mỹ, Glasgow, Anh. Chúng ta cũng thấy dự báo các thành phố sẽ bắt đầu chuyển dần sang hoặc giữ nguyên pha nhiệt và độ ẩm thích hợp với đợt dịch, bao gồm London, Anh, Manchester, Anh, Berlin, Đức, Prague, CHZ, Hamburg, miền Bắc nước Đức, Vancouver, Canada, New York, Mỹ, Warsaw, Ba Lan, Glasgow, Anh, Kiev, Ukraine, Sưu Tầm, Louis, Missouri, Mỹ, Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là những nơi có nguy cơ đối mặt với các đợt bùng phát dịch mới. Trong khi đó, có vẻ Bangkok, Thái Lan lại là một trường hợp ngoại lệ. Tất cả những nơi này đều có mức nhiệt trung bình 5C-11C và độ ẩm tương đối từ 47% đến 79%, gần với điều kiện tương đối mà phòng thí nghiệm đã chứng minh là tương thích cho sự tồn tại và phát triển của virus NCOV, nhiệt độ 4C và độ ẩm RH từ 20% âm 80%. Ngoài ra, các đợt bùng phát mới của dịch còn xảy ra trong suốt các giai đoạn thời gian kéo dài của khoảng nhiệt độ này, và do đó, có lẽ nhấn mạnh xác suất gia tăng mối hiểm họa khi điều kiện tương thích xảy ra trong một khoảng thời gian đủ lâu. Cuối cùng, nền nhiệt tại các thành phố trong danh sách không bao giờ hạ xuống dưới 0 C, cho thấy giới hạn tiềm năng thấp nhất của dịch bệnh, mà có thể là do hiện tượng đóng băng và tan rã chất dịch trên môi trường mang virus ảnh hưởng đến khả năng sống của mầm bệnh. Ít nhất đã có một thí nghiệm cho biết coronavirus không thể chịu đựng qua giai đoạn đóng băng rồi tan băng. Tất cả những thông số thống kê trên đều chỉ ra giả thiết về mối liên hệ tiềm tàng nhưng trực tiếp giữa nền nhiệt môi trường với khả năng sống còn và lây lan của virus NCOV. Hiện các chuyên gia đang tiến hành các thí nghiệm trong nhiều môi trường nhiệt độ và độ ẩm khác nhau để xác định khả năng này. Dựa trên khuynh hướng lây lan đó, chúng ta có thể đưa ra một số dự báo tạm thời về tình hình dịch NCOV trong những tuần sắp tới. Nếu dùng dữ kiện ghi nhận nhiệt độ của tháng 3 và tháng 4 năm 2019, thì những nơi có nguy cơ bị tác động có thể bao gồm từ đông sang tây, khu vực Mãn Châu, Đông Bắc Á, khu vực Trung Á, khu vực Đông Âu, khu vực Trung Âu, nhóm đảo Anh Quốc, khu vực Đông Bắc và miền Trung Tây Hoa Kỳ,
và tỉnh British Columbia, Canada. Tuy nhiên, phân tích đơn giản này không tính đến khả năng thời tiết sẽ ấm lên hơn nữa do biến đổi khí hậu, nhưng virus sẽ có khuynh hướng đi lên phía bắc hơn nữa và đó là những vùng không có dân cư đông. Các dòng coronavirus từng lây nhiễm ở người, hồ cúp 229E, hồ cúp khu 1, hồ cúp NL63 và hồ cúp OC43 đã từng cho thấy bùng phát mạnh mẽ trong mùa đông, vào khoảng giữa tháng 12 đến tháng 4 hàng năm, và không thể phát hiện ra trong các tháng hè ở cùng vị trí địa lý nhất định, và như thế, có khả năng lớn khi NCOV sau khi hết mùa lây lan sẽ chuyển vào dạng tiềm ẩn, để rồi có thể bùng phát vào nhiều đợt cuối năm, khi mùa thu và mùa đông đến tại các quốc gia nằm trong khu vực cận ôn đới và ôn đới. Ha ha ha,